Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn app Reface, tức là ứng dụng ghép khuôn mặt của mình vào những nhân vật điện ảnh nổi tiếng. Hiện tại thì mình đang chia sẻ bằng điện thoại hệ điều hành Android nha các bạn. App Reface này các bạn cũng có thể tải trực tiếp trên cửa hàng Sparkplay, và ở đây phải tốn một khoản chi phí để sử dụng toàn bộ chức năng của nó. Rồi, để sử dụng miễn phí toàn bộ chức năng app Reface này thì các bạn sẽ tải giùm mình ứng dụng nằm ở dưới phần mô tả của video này ha. Bây giờ thì mời tất cả các bạn xem tiếp để cùng mình kiểm tra ứng dụng có thật sự miễn phí toàn bộ hay không nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ mở app Reface lên. Các bạn sẽ chọn chữ X ở đây. Ở đây thì các bạn chọn Not Now. Như vậy là đã mở được ứng dụng và toàn bộ trên đây là miễn phí hết nghe các bạn. Tha hồ mà trải nghiệm ghép khuôn mặt của mình vào để giải trí cũng khá là hay. Các bạn để ý chỗ video RAW nè. Nếu bạn tải trên cửa hàng Sparkplay thì chỗ này bắt buộc các bạn phải mua RAW mới sử dụng được. Bây giờ mình sẽ chọn vào. Mình sẽ chọn nhân vật này. Để ghép khuôn mặt các bạn chọn chỗ dấu cộng. Ở đây nó cho phép mình ghép nhiều khuôn mặt nha các bạn. Chỗ camera, tức là các bạn có thể chụp ảnh của mình để ghép vào. Bây giờ mình sẽ chọn chỗ Ron Larry, tức là thư viện ảnh có sẵn. Tiếp tục bạn chọn vào ô này. Các bạn chọn Continue. Bây giờ mình sẽ lấy ảnh của mình đã chuẩn bị. Tiếp tục các bạn chọn cần phim. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn Warp Face và đợi một chút thời gian để ứng dụng tự ghép. Rồi, hiện tại các bạn đang thấy thì khuôn mặt đã được ghép vào rồi. Rồi, bây giờ các bạn chọn mũi tên ở đây để lưu về máy. Chọn cho phép. Vậy là đã lưu xong. Các bạn cũng có thể chia sẻ trên các trang mạng khác như là Zalo, Facebook nghe các bạn. Bây giờ mình thoát ra, chọn một nhân vật khác. Chọn nhân vật này. Rồi, để xóa ảnh này, thêm một ảnh khác, các bạn sẽ chọn Edit Face. Tiếp theo các bạn chọn vào ảnh. Rồi, bây giờ thì các bạn chọn Delete. Chọn OK. Vậy là xóa xong. Ứng dụng này cũng khá là đơn giản nha các bạn. Ở video này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách ghép khuôn mặt và cách xóa bức ảnh để thêm bức ảnh khác trên app Reface. Mình cũng xin dừng lại nội dung ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào.